Điểm du lịch sinh thái rừng vàng là khu rừng nguyên sinh ngoại ô thành phố Sơn La. Có rừng trúc quân tử hàng triệu cây thẳng tắp, cao vút. Khí hậu trong lành, mùa hè mát, mùa đông ấm. Du khách trải nghiệm đi bộ đường mòn, đường trái tim, đường trúc quân tử, chinh phục tháp cây 5 tầng, chụp ảnh trên tổ chim khổng lồ, một điểm du lịch khác biệt. Tại đây, du khách được thưởng thức ẩm thực truyền thống, cá giảng, canh chua, thịt lam, rượu men lá rừng hạ thủy. Điểm du lịch rừng vàng luôn tràn ngập hơi thở của thiên nhiên và văn hóa bản địa, hấp dẫn du khách gần xa.